Xin chào các bạn nhỏ đến với bài học nhận biết về nồi cơm điện. Nồi cơm điện là một thiết bị điện dùng để nấu cơm. Nồi cơm điện có cấu tạo gồm một nồi nấu bên trong và một vỏ nồi bên ngoài. Nồi nấu được làm từ kim loại hoặc hợp kim, có thể giữ nhiệt tốt. Vỏ nồi được làm từ nhựa hoặc kim loại, có chức năng cách nhiệt và bảo vệ nồi nguyên nấu. Nguyên lý hoạt động của nồi cơm điện. Nồi cơm điện hoạt động dựa trên nguyên lý làm nóng bằng điện. Khi cắm điện, mâm nhiệt ở đáy nồi sẽ nóng lên và làm nóng nước trong nồi nước sôi sẽ tạo ra hơi nước, làm chín gạo. Khi cơm chín, nồi cơm điện sẽ tự động chuyển sang chế độ hâm nóng, giúp giữ cho cơm luôn nóng hổi. Công dụng của nồi cơm điện Nồi cơm điện được sử dụng để nấu cơm. Ngoài ra, nồi cơm điện còn có thể dùng để nấu cháo, súp, làm bánh, luộc trứng. Phân loại nồi cơm điện Theo kiểu dáng, nồi cơm điện nắp gài, nồi cơm điện nắp rời. Theo dung tích, nồi cơm điện 1 lít, nồi cơm điện 1.5 lít, Nồi cơm điện 2 lít. Theo chức năng, nồi cơm điện cơ, nồi cơm điện tử. Nhận biết về nồi cơm điện. Nồi cơm điện là gì? Nồi cơm điện là một thiết bị điện dùng để nấu cơm. Nồi cơm điện có cấu tạo gồm một nồi nấu bên trong và một vỏ nồi bên ngoài. Nồi nấu được làm từ kim loại hoặc hợp kim, có thể giữ nhiệt tốt. Vỏ nồi được làm từ nhựa hoặc kim loại, có chức năng cách nhiệt và bảo vệ nồi nấu. Nguyên lý hoạt động của nồi cơm điện nồi cơm điện hoạt động dựa trên nguyên lý làm nóng bằng điện khi cắm điện mâm nhiệt ở đáy nồi sẽ nóng lên và làm nóng nước trong nồi nước sôi sẽ tạo ra hơi nước làm chín gạo khi cơm chín nồi cơm điện sẽ tự động chuyển sang chế độ hâm nóng giúp giữ cho cơm luôn nóng hổi công dụng của nồi cơm điện nồi cơm điện được sử dụng để nấu cơm ngoài ra nồi cơm điện còn có thể dùng để nấu cháo súp làm bánh luộc trứng phân loại nồi cơm điện theo kiểu dáng nồi cơm điện nắp gài, nồi cơm điện nắp rời. Theo dung tích, nồi cơm điện 1 lít, nồi cơm điện 1.5 lít, nồi cơm điện 2 lít. Theo chức năng, nồi cơm điện cơ, nồi cơm điện tử. Hình ảnh nồi cơm điện. Hình ảnh về nồi cơm DINMO trong cửa sổ mới. satovsnhat.com.vn, nồi cơm điện. Lưu ý khi sử dụng nồi cơm điện. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Vo gạo sạch trước khi cho vào nồi cho lượng nước phù hợp với lượng gạo không mở nắp nồi khi cơm đang nấu vệ sinh nồi cơm điện sau mỗi lần sử dụng kết luận nồi cơm điện là một thiết bị nhà bếp hữu ích giúp chúng ta nấu cơm nhanh chóng và tiện lợi nồi cơm điện góp phần giúp cho bữa cơm gia đình thêm ngon miệng và đầm ấm